nhằm giúp hộ nghèo có chỗ ở ổn định, yên tâm làm ăn. Thời gian qua, chương trình xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết đã được mặt trận các cấp triển khai, mang lại những hiệu quả thiết thực. Đây là chương trình không những lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn được xem là đòn bẩy quan trọng để người nghèo vươn lên thoát nghèo, an cư lạc nghiệp. Là một trong những hộ nghèo tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, chị Nguyễn Thị Bông là trường hợp được hỗ trợ xây mới nhà đại đoàn kết từ cuối năm 2019. Đến nay, gần một năm gắn bó với mái ấm này, chị Bông vẫn luôn xem đây là sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời để chị ổn định cuộc sống khi chồng đã mất sớm. Mình chị phải canh vác nuôi ba đứa con nhỏ. Nhà cũ là nhà tôn, trời thì nén thì âu ức, ví dụ như mùa giờ là ở không nổi, cầu mùa mưa thì dọc, cầu kế đổ trong nhà, đổ đồ quần, đổ ngước hết. Từ khi mà có ngôi nhà đi là tôi cũng rất yên tâm để làm việc và cũng không có cái tâm trạng để lo sợ như trước kia nữa. Không riêng trường hợp của chị Nguyễn Thị Bông, trong năm 2020, mặt trận các cấp đã vận động gần 20 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 285 nhà đại đoàn kết. Với phương châm cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết đã thực sự khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, được đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố nhiệt tình hưởng ứng. Riêng bản thân tôi thì tôi thấy cái chương trình xây dựng đại đoàn kết hỗ trợ đó thì tôi rất là hoan nghênh. Đối với tôi cũng như những bà con ở đây cũng có nhiều hoàn cảnh cho tôi, thì tôi thấy vô cùng tâm phục. Mặt trận phường cũng đã cùng với lại hệ thống chính trị của phường và khu dân cư đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân cũng như các cái nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức mà để đóng góp ủng hộ vào cái quỹ vì người nghèo của phường, để mà từ cái nguồn lực đó để mà hỗ trợ giúp đỡ cho rất là nhiều hộ nghèo. Lắng nghe tâm tư, rà soát đúng đối tượng, đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp như nhịp cầu nối để dựng mái ấm đại đoàn kết đến gần hơn với hộ nghèo, đa dạng hóa các hình thức, đồng thời thay đổi tư duy giảm nghèo cũng chính là mục tiêu lâu dài mà mặt trận hướng đến. Thực hiện cái chủ trương của Trung ương cũng như của thành phố thì Ủy ban mặt trận các cấp đã thực hiện tốt cái công tác vận động quỹ vì người nghèo, và từ cái nguồn lực này thì mặt trận các cấp cũng đã phối hợp với chính quyền các cấp và xây dựng nhiều nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Ông bà đã có nói là an cư mới lạc nghiệp, chúng tôi cố gắng tập trung vận động các nguồn lực hỗ trợ để mà xây dựng nhà người nghèo. Khi có nhà rồi thì bà con mới ổn định làm ăn, để phát triển kinh tế, thoát nghèo. Bên cạnh đó thì chúng tôi hỗ trợ về phương tiện thân kế làm ăn để mà bà con vươn lên thoát nghèo, rồi hỗ trợ học bổng cho sinh viên, học sinh, con hộ nghèo để có cái điều kiện đến trường và ra trường có việc làm. Nói về các giải pháp giảm nghèo bền vững, có thể khẳng định hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết được xem là một trong những chương trình trọng tâm tạo bước đệm vững chắc để hộ nghèo tự tin vươn lên thoát nghèo. Khi có mái ấm kiên cố, mỗi người sẽ yên tâm phát triển kinh tế, chống tái nghèo, góp phần hiệu quả vào chính sách an sinh xã hội của thành phố.